Tóm tắt nhanh 3 phần trước, ba đời nhà Jojo kiên trì chống lại tên ma cà rồng có siêu năng lực mà nhiều khả năng là gai kín. Sang đến phần thứ tư, tác giả Hirohiko Araki đưa đứa con của mình về với đất mẹ Nhật Bản. 11 năm sau chiến thắng lẫy lừng trước Dio, Jotaro có mặt ở Nhật Bản để thăm đứa con rơi của ông mình. Cậu ta tên là Josuke, một học sinh cấp 3 ở thị trấn Morio, cho đến khi có ai đó chê mái tóc của cậu. Dĩ nhiên là Josuke có Sten. Nó có khả năng cận chiến mạnh mẽ giống với bạch kim tinh của Jotaro, nhưng điểm khác biệt là Sten của cậu, kim cang điên, có khả năng chữa lành trong từng cú đấm của mình. Hay nói cách khác là một healer chính hiệu. Vậy hãy xem cách mà một healer carry nguyên một phần phim Jojo như thế nào. Trở lại với mạch phim, Jotaro nhanh chóng tìm thấy Josuke, người mà theo vai vế anh phải gọi bằng chú. Sau một màn chào hỏi bằng Sten, thì Jotaro tiết lộ lý do tới đây là vì ở thị trấn Morio này đang xuất hiện một tên tội phạm nguy hiểm, kẻ mà ông Joseph cho rằng có thể làm hại đứa con rơi của mình. Tên tội phạm đó giờ đang làm hại một con tin trên phố, và mầm mống đó xúc phạm mái tóc của Josuke khi cậu đi ngang qua. Thế là cậu bước tới, dùng Sten của mình đấm thủng bụng cả hai, sau đó chữa lành cho họ như ban đầu, và còn để lại con dao của tên tội phạm trong bụng hắn. Chuyện này với kim cang điên cũng tự nhiên như hít thở. Đúng lúc này một con Sten bất ngờ chui ra khỏi miệng của tên hung thủ. Hóa ra nó mới là người thao túng mọi chuyện. Con Sten đó gặp lại Josuke trong một ngày không xa, trước khi tẩu thoát vào cống nước. Xa theo như nó nói là xa bằng từ đây về tới nhà cậu. Tên chủ Sten đã mò được nhà Josuke. Hắn đã đưa Sten của hắn, Thủy Hoàn, vào trong người mẹ của cậu theo đường nước máy. Josuke không ngần ngại đấm lòi ruột mẹ để moi con Sten ra, sau đó nhốt nó vào một chiếc bình thủy tinh. Tất cả quá trình phẫu thuật cầu kỳ đó diễn ra chưa đầy một giây và mẹ cậu thì gần như không cảm nhận thấy gì. Khi bắt được con Sten nước, Josuke gọi cho Jotaro đến xử lý, cứ nghĩ tới đó là xong. Ai ngờ ông ngoại của cậu bỗng ghé thăm, nhận thấy thời cơ, Thủy Hoàn biến cơ thể thành rượu, bẫy cho ông ngoại mở nắp ra và tu một hớp, và thế là ông cụ xuất huyết ra đi. Ngay khi thấy ông ngoại trợn lòi mắt, Josuke sử dụng Sten để can thiệp, nhưng vẫn là quá muộn màng. Kim cang điên của cậu không thể hồi sinh người chết, còn tên biến thái thì vẫn đang nhởn nhơ ngoài kia, điều khiển Sten của mình thâm nhập vào hệ thống nước nhà cậu, cứ tưởng rằng chỉ cần đóng các thiết bị cấp nước thì sẽ thoát. Ai ngờ hắn theo cơn mưa mà đưa được Sten vào trong nhà, rồi theo hơi nước mà chui vào mồm Josuke. Hắn không ngờ cậu đã nuốt sẵn một cái găng tay cao su trong cổ họng, và thế là con Sten Thủy Hoàn một lần nữa bị bắt lại để trả thù cho ông ngoại. Josuke khiến tên tội phạm hòa làm một với một tảng đá, biến nó trở thành một địa điểm du lịch đắt khách ở Morio. Cái này thì tôi cũng không biết có được tính là chôn sống hay không. Dù thế, tên tội phạm vẫn tốt bụng kể cho hai chú cháu về cách hắn có được Sten. Sức mạnh này là hắn được ban cho. Vào cái đêm trước khi bị hành hình, có một người mặc đồng phục học sinh tự xưng là tay sai của Dio đã tới và găm vào người hắn một mũi tên cổ đạn, thứ ban cho hắn con Sten này. Tên tội phạm nói rằng nếu Josuke giết hắn thì sẽ có những người khác tới truy lùng cậu. Vậy thì bớt đi một kẻ cũng chẳng sao. Ngày hôm sau, trên đường đi học về, Josuke cùng Koichi, cậu bạn mới của mình, ghé qua một ngôi nhà bỏ hoang. Vì quá tò mò nên Koichi đã thò đầu vào, và kết quả là bị hai anh em nhà Nijimura tóm sống. Bất ngờ hơn, kẻ giữ bộ cung tên cổ đại chính là người anh. Hắn đã bắn Koichi để khiến cậu thành luyện sư nghe theo lệnh mình. Nhưng Koichi ăn tên thì chỉ nằm bất động chứ không biến thành siêu nhân. Tức cảnh sinh thù, Josuke lôi Sten ra nói chuyện, thì người em là Okuyasu cũng mang Sten bàn tay của mình ra tiếp đón. Có lẽ từ bé đến giờ hắn chưa từng có bạn gái, vậy nên bàn tay của hắn mạnh một cách khủng khiếp. Nếu như kim cang điên của Josuke có khả năng can chôn rét thì bàn tay là delete vĩnh viễn. May mắn cho Josuke khi kẻ sở hữu nó lại là một thằng đầu chỉ để mọc tóc. Khi Okuyasu đi lít khoảng không gian giữa hai người, hắn vô tình kéo mấy cái chậu hoa đập thẳng vào mặt mình, mở đường cho Josuke tiến vào nhà để đòi lại xác cậu bạn. Do quá nóng lòng, Josuke đã mất cảnh giác. May là có lời cảnh báo từ Okuyasu mà Josuke né kịp loạt đạn từ Sten của tên anh trai, nhưng chính người báo tin lại trở thành nạn nhân. Josuke ngay lập tức kéo ông em ra khỏi nhà trước khi nhận loạt đạn thứ hai. Sau đó cậu dùng kim cang điên chữa cho hắn. Rất tiếc là nó không thể chữa cho chính người sở hữu, được đối thủ cứu mạng. Okuyasu tỏ ra tức tối, và cậu đã dùng việc cứu Koichi để trả nợ cho nó sòng phẳng. Với sức mạnh chữa lành từ kim cang điên, cậu bạn thấp bé tỉnh lại. Lúc cả hai định cùng nhau thoát khỏi căn nhà thì tên anh trai xuất hiện. Lúc này Sten của hắn mới hiện nguyên hình. Nó, hay chính xác hơn là chúng, là một đội quân đồ chơi bắn ra đạn dược thật. Không chỉ Josuke mà Koichi cũng nhìn thấy chúng. Điều đó chứng tỏ cậu đã nhận được sức mạnh Sten sau khi ăn phải mũi tên kia. Biết điều đó, tên anh trai trực tiếp tấn công Koichi để cậu phải lôi ra Sten theo phản xạ. Đó là một quả trứng. Có lẽ chúng ta sẽ ngồi xem nó nở nếu như đây là chương trình thế giới động vật, nhưng ở bãi chiến trường này, thứ gì động đậy là thứ đó ăn đạn. Josuke đẩy cậu bạn cùng đứa con tinh thần qua một bên. Sau đó cậu thực hiện kế hoạch đối đầu với cả một trung đội. Khi mà tên anh trai nghĩ rằng với lợi thế về quân số có thể áp đảo Josuke, thì Josuke đã sử dụng năng lực của kim cang điên lên hai quả tên lửa và khiến nó quay trở lại nơi sản xuất, giành lấy chiến thắng. Tuy vậy cơ thể cậu lại dính đầy thương tích, còn Koichi vẫn muốn tiêu hủy chiếc cung tên cổ đại để nó không thể làm hại được người khác nữa. Thế là cậu rủ Josuke lên tầng trên, nơi nó đang được cất giấu. Khi vừa mới mở hé cửa, Koichi đã bị một cánh tay quái vật kéo vào. Josuke thấy vậy thì lôi Sten đấm đứt lìa bàn tay kia. Thì ra con quái vật đó chính là bố của hai anh em. Chuyện là ngày xưa do công việc khó khăn,
Ông đã tìm đến Dio với một dao kẹo, hòng đổi lấy sự giàu sang tức thời. Sau này khi Dio qua đời, những cục nhọt mà hắn cấy trong đầu ông bắt đầu phát tác và biến bố của hai anh em trở thành một con quái vật bất tử. Người anh trai vì đau lòng nên ngày đêm sử dụng cây cung để tạo ra các luyện sư, không phải để chữa khỏi, mà để tìm kiếm một người với sức mạnh có thể kết liễu được cha mình. Những ngày qua, người anh đã tạo ra vô số luyện sư trong thị trấn Morio, và hắn cũng không ngờ rằng chính vào lúc này, có một kẻ từng được hắn ban phát sức mạnh đã lẻn vào căn nhà qua đường dây điện. Stan hệ điện này đã kết liễu tên anh trai và cướp đi bộ cung tên. Đứng trước thi thể anh trai, Okuyasu quyết tâm trả bằng được món nợ máu này. Sau ngày hôm đó, Okuyasu, Josuke và Koichi trở thành những người bạn kế vai sát cánh ở trường Morio. Sáng nọ, trên đường đạp xe đến trường, Koichi cắn qua một con mèo đang nằm trong bao tải. Việc đó bị một người đàn ông nhìn thấy và hắn định tống tiền Koichi. Dĩ nhiên đây là cảnh mà hắn đã dựng lên. Không những thế, hắn còn là một luyện sư. Stand của hắn tạo ra chiếc chìa khóa giữa ngực của đối thủ. Nó sẽ to lên tùy theo cảm giác tội lỗi của con mồi. Lúc này là Koichi. Đúng lúc này thì Josuke và Okuyasu có mặt để giải nguy. Okuyasu bước tới trước với một cú đấm, làm bay một chiếc răng cửa của tên đốn mạt này. Cũng vì thế mà trước ngực cậu cũng xuất hiện một ổ khóa lớn. Lúc này chỉ còn Josuke, người đã đứng quan sát mọi chuyện. Cậu bình tĩnh mở chiếc bao tải ra, thì ra bên trong chỉ là một con mèo bông. Sau đó thì cậu dùng kim cang điên nối răng cho tên lưu manh, từ đó khiến cảm giác tội lỗi của hai người bạn mình tan biến và hóa giải ổ khóa. Nhưng tên lưu manh thì chưa muốn dừng lại tại đây. Chiều hôm đó, hắn đã theo Koichi đến nhà cậu. Tên này đã bịa ra một câu chuyện về việc Koichi cầm nhầm ví của hắn và tiêu tiền, khiến mẹ Koichi cảm thấy có lỗi và mọc thêm một chiếc khóa. Thấy mẹ mình bị tấn công, Koichi thức tỉnh Stan, khiến nó chui ra khỏi vỏ trứng. Bên trong là một con nhộng màu xanh. Tuy đấm không có sát thương, nhưng nó có khả năng viết lên người khác những ký tự và khiến họ tin vào điều đó. Koichi đã dùng nó để khiến mẹ tin vào cậu thay vì lời xảo trá kia. Còn tên lưu manh sau khi ăn đấm thì coi Koichi như vua chúa mà hết lòng cung phụng. Ngoài ra, hắn còn cung cấp thông tin hắn biết về một tên học sinh trở thành luyện sư ở trường Morio tên là Hazamada. Nhóc đó từng dùng Stan để móc mắt bạn ở trong bệnh viện. Cầm theo tấm ảnh, Josuke bắt đầu công việc điều tra. Cho đến khi cậu mở tủ đồ cá nhân của đối tượng tình nghi thì động ngay vào một con rối, hay nói chính xác hơn là Stan của Hazamada. Ngay lập tức nó biến thành Josuke, giống từ hình dạng đến giọng nói, và điều khiển Josuke copy mọi hành động của nó. Suýt chút nữa, Josuke đã mất một con mắt nếu như cậu không cố điều khiển ngòi bút chách xuống. Ngay sau đó, Hazamada dẫn theo bản sao của Josuke đi tắc quái. Hắn còn dùng nó để tạo một cuộc hẹn với Jotaro. Nhóm Josuke khi biết được thì tức tốc chạy tới trước để cảnh báo. Nhưng không ngờ tên Hazamada đã đi trước một bước. Hắn đứng sau một tấm kính, ẩn mình điều khiển Josuke qua con rối, khiến Josuke làm hành động ám sát Jotaro. Đúng vào thời khắc quyết định, tự nhiên có hai ông anh xã hội từ đâu chui ra tóm đầu Hazamada. Hóa ra là để đáp ơn chữa trị của Josuke. Quả nhiên mấy thanh niên xóm sống cực kỳ tình cảm. Sau khi tra hỏi, Hazamada chẳng biết gì về tên người điện đã giết anh của Okuyasu. Có lẽ hắn cũng chỉ là một nạn nhân bị ăn mũi tên chứ không có ở trong đường dây. Trên giường bệnh, tên tóc dài nói rằng những người mang trong mình Stan sẽ tự tìm đến nhau như một lực hút vô hình. Quả đúng như vậy, bởi ngày hôm nay, cậu bạn Koichi đã được một cô gái học chung trường hẹn ra quán cà phê. Cô này thì mê mệt từ ngoại hình đến tính cách của cậu, và đặc biệt cô cũng là một luyện sư. Chỉ mỗi tội là tính của Yukako thì thích sở hữu và hơi thái quá. Biểu hiện là khi thấy cô gái khác thân thiết cùng Koichi, Yukako đã suýt chút nữa thiêu sống cô ta với Stan tóc của mình. May là cặp Josuke đã theo dõi và giải cứu kịp thời. Còn Koichi thì vẫn chưa thể thoát khỏi con đĩ tình yêu. Nói theo ngôn ngữ hợp thời thì đây gọi là mối quan hệ độc hại. Về cơ bản thì Yukako chỉ muốn sở hữu Koichi chứ không nghĩ tới cảm xúc của cậu. Koichi bị bắt cóc đến nhà bạn gái vì thứ tình yêu sai trái. Và hiểm nghèo một cái là xung quanh lại chẳng có ai. Nên Koichi nghĩ ra một cách. Cậu đợi cho Yukako đi ra bốt điện thoại, liền dùng Stan của mình để ra lệnh cho cô bấm vào số của Jotaro. Phía bên kia đầu dây, hai anh em nghe được tiếng sóng biển, cũng tờ mờ đoán ra tình hình. Sau đó thu hẹp lại vị trí và tìm ra lâu đài tình ái. Ở nơi đó, sau khi phát hiện ra Koichi lợi dụng mình, thì Yukako đã tức giận quay trở lại nhà combat. Lúc này thì bất ngờ Stan hồi âm của Koichi lột xác, để chuyển hóa sang dạng tiến hóa tiếp theo là hồi âm cấp 2. Giờ đây những chữ cái có thể được đặt lên đồ vật để khiến chúng có những thuộc tính đặc biệt như là cánh cửa thổi tung hay là tay vịn nóng bỏng. Vì thế nên nó khiến căn nhà trở thành một bức tường thành vững chắc để bảo vệ cậu khỏi cô bạn gái điên tình. Yukako tẩu hỏa nhập ma, tóc tai trắng xóa. Khi lòng thù hận đã lấn át tình yêu, cô toan bóp chết Stan của Koichi. May mắn cho cậu, tảng đá phía dưới chân Yukako nứt vỡ khiến cô chơi với. Nhưng rất may, hồi âm đã biến nó thành thú nhún. Thất bại này khiến Yukako tâm phục khẩu phục. Cô sẽ không kiểm soát cậu nữa. Nhưng sự hào hán từ Koichi càng làm tình cảm của cô thêm sâu đậm. Có lẽ yêu đơn phương mới là thứ tình yêu đẹp nhất. Một hôm nọ, Okuyasu cùng Jotaro tới một nhà hàng Ý để xem nó có ngon chuẩn như trên tin hay không. Nơi này có menu đặc biệt, tùy theo khách hàng mà bếp trưởng sẽ chế biến riêng. Có lẽ anh ta là một nhà thần tướng học, bởi chỉ qua bàn tay của Okuyasu là anh đã biết ngay đêm qua cậu bị tiêu chảy. Anh sẽ làm cho cậu một món để tốt cho cái dạ dày loang lổ của cậu mà lại còn ngon miệng. Trong lúc chờ đợi, cả hai thử một ngụm nước khoáng trên bàn.
Dăm nước không những ngọt mát như lời mẹ ru, mà nó còn khiến người mất ngủ thâm niên như Okuyasu uống vào liền tỉnh táo. Một vài phút sau, đầu bếp mang ra món pasta mozzarella. Okuyasu ăn vào thì như được chuyển sinh. Sự kết hợp giữa vị thanh nhẹ của phô mai hòa tấu với miếng cà chua mọng nước, nó khiến cho đầu lưỡi của cậu phải run rẩy một cách mất kiểm soát. Nhưng quan trọng hơn là da chết ở vai liền chóc ra như thằn lằn lột xác, và nó khiến bệnh đau vai của cậu lập tức tan biến. Sau đó anh đầu bếp xin phép được dọn đống da chết để nhanh chóng nấu món mì ống còn lại. Okuyasu thì vui vẻ vì được sử dụng thực phẩm chức năng, còn Josuke thì nảy sinh một bất an với tên đầu bếp này. Nên ở món tiếp theo, cậu đã dùng stand để khôi phục món mì ống về nguyên liệu ban đầu, xem tên đầu bếp nấu chúng bằng thứ gì. Thì ra toàn bộ đều là do stand biến thành. Vậy nên Josuke tức tốc chạy vào nhà bếp để vạch trần tên luyện sư. Cuối cùng lại chẳng có một ý đồ đen tối nào cả. Anh đầu bếp đúng là có sức mạnh stand, nhưng chỉ dùng nó để giúp khách hàng của mình. Vì sự cố đáng tiếc đó, Josuke phải ở lại nhà hàng để lau dọn đống bừa bộn mà mình đã gây ra. Tối hôm nay, trong khi đang chơi điện tử tại nhà, Josuke bị tên người điện không mời mà ghé thăm. Hắn muốn thử sức mạnh của Kim Cang Điên, bởi vì hắn thấy sự tương đồng giữa nó và Bạch Kim Tinh của Jotaro. Thế là hắn lại không biết ai là nhân vật chính của phần này rồi. Sau khi giao chiến với đối thủ, Josuke báo cho mọi người biết và hẹn nhau ra một bãi cỏ, nơi cách xa các thiết bị sử dụng điện. Bởi từ đó đến giờ, tên người điện đã nghe lỏm toàn bộ những câu chuyện cả nhóm bàn luận với nhau. Jotaro kể rằng ông Joseph đang trên đường tới đây để giúp đỡ, tiện thể thăm thằng con trai mà ông không chu cấp đủ 5 triệu. Không ngờ rằng chuyện đó đã bị tên người điện nghe trộm. Khi hắn đã chui vào bình ắc quy của chiếc xe máy, người điện cướp lấy con mô tô và tẩu thoát, nhưng đã bị Okuyasu đeo bám bằng bàn tay khi nó liên tục xóa tan khoảng cách giữa cả hai. Đến khi con mồi đã vào thế hiểm nghèo, Okuyasu vẫn bị nó dùng kế khích tướng để cậu đào một hố dưới đất và trúng ngay đường dây điện ngầm, tạo cơ hội cho hắn phục hồi. Ngay sau khi sạc lại mana, người điện chặt đứt cánh tay phải hư hỏng của Okuyasu. Khi con mồi đã bị bẻ răng, hắn đưa cậu vào trong luồng điện, hệt như cách hắn kết liễu người anh của cậu. Nhưng lần này Josuke đã biết phải làm gì. Cậu sử dụng năng lực của Kim Cang Điên lên bàn tay đứt lìa và hồi phục nó lại, hay nói cách khác là kéo người bạn của mình về với chiếc tay. Cho dù vậy thì Okuyasu vẫn rất tức giận vì sự hấp tấp của mình mà để kẻ thù có cơ hội tẩu thoát. Mối thù này, cậu đành phải trả vào một ngày khác. Ngày hôm sau, mấy chú cháu ra bến tàu đón ông Joseph để đề phòng tên người điện có thể chui vào một chiếc flycam hay thiết bị bay nào đó. Nên cả bọn chia ra làm hai nhóm. Jotaro cùng Okuyasu sẽ ra ngoài biển đón ông từ sớm, còn Josuke và Koichi sẽ ở lại cảng để tiếp ứng. Đây sẽ là lần đầu tiên Josuke được gặp cha của mình. Không ngờ hai cha con lại phải hàn huyên trong tình cảnh éo le đến như vậy, khi mà còn biết bao điều phải giải thích. Trong dòng suy tư miên man, tên người điện xuất hiện cùng luyện sư điều khiển mình. Trái với tạo hình đê hèn của con Stan, tên này có vẻ nghệ sĩ. Trông hắn có vẻ sẽ sẵn sàng remix các ca khúc bolero theo phong cách kim loại ngay ở nơi chất đầy những thùng container. Chính Josuke cũng không ngờ bên dưới lại có một hệ thống dây điện vô cùng phức tạp, khiến cho tên người điện bay nhảy như chim chích bông. Đứng trước sự biến ảo khôn lường, Josuke cố gắng đáp trả nhưng những cú đấm chỉ dính vào nền bê tông. Nhưng đó chính là kế hoạch của cậu. Với những cú đấm từ Kim Cang Điên, Josuke biến nhựa đường trở về trạng thái lỏng, từ đó theo dõi được đường di chuyển của người điện. Tên luyện sư bị chọc điên lên, hắn liền all in sử dụng toàn bộ điện của thị trấn. Vậy nên dù là tay đôi thì Kim Cang Điên của Josuke vẫn thua. Thế là cậu nghĩ ra một kế. Josuke dụ cho tên guitar đánh vỡ cái lốp xe, sau đó sử dụng năng lực hồi phục vật thể, nhốt con Stan vào một môi trường cách điện. Dù vậy nhưng với sức mạnh đã được nạp sẵn, nó dễ dàng đấm thủng lốp xe. Nhưng hắn đâu ngờ việc chọc thủng sẽ khiến chiếc lốp chẳng khác nào một quả bóng bay xì hơi, cứ thế mà bay ra biển. Giờ điện gặp nước muối, một môi trường dẫn điện siêu tốt, người điện bị tan rã ra khắp nơi. Nghĩ rằng kẻ thù đã về châu trời, cả hai đã quá chủ quan. Để hắn có cơ hội lết xác lên tàu, nơi ông Joseph lẩm cẩm đang bi bô với Okuyasu. Nhận được tin báo kẻ địch đã trốn thoát, Koichi báo cho nhân viên trên tàu để Okuyasu kịp thời ra tay trước khi tên luyện sư động tới ông già. Cả tàu an toàn cập bến. Hai cha con gặp lại nhau kể từ khi cậu còn chưa thành hình. Sau khi tống tên luyện sư vào tù vì tội giết người cùng ăn trộm, Jotaro thu hồi lại bộ cung tên mà anh tìm được ở nhà hắn và chuyển lại cho tổ chức Speedwagon để nghiên cứu về Stan. Có chuyện hai bố con, Josuke trước mắt không muốn gọi Joseph là cha và cũng không cho phép ông đến gặp mẹ cậu, trừ khi nào chuẩn bị về nước. Có lẽ ai rơi vào hoàn cảnh như cậu đều khó xử trong cách quyết định. Đến khi Josuke vừa mới rời mắt đi, không biết ông cụ nghe cái gì mà leo lên chiếc xe khách, báo hại Josuke phải chạy theo. Lúc này lại có một chuyện kỳ lạ nữa ập tới, đó chính là một đứa bé vô hình bỗng nhiên xuất hiện trên vỉa hè. Thế là cả hai quyết định mang nó về chăm sóc trước khi tìm được mẹ. Ở cái độ tuổi gần đất xa trời, Joseph một lần nữa được trải nghiệm cảm giác chăm trẻ, từ mua bỉm, quần áo cho đến ti giả. Nhưng có một thứ ông quên mua là đồ chơi, nên chẳng được bao lâu, em bé bắt đầu la khóc và kích hoạt Stan. Nó khiến không chỉ quần áo nó đang mặc, mà thậm chí xe đẩy hay những vật xung quanh đều trở nên vô hình. Josuke phải cuống cuồng đi tìm một thứ không có hình dạng. Không may chiếc xe đẩy đã lao xuống hồ. Giờ làm cách nào để mò một chiếc kim vô hình ở đáy bể? Và ngay lúc đó, thiên chức làm cha trỗi dậy trong Joseph. Ông tự cắt tay để dòng máu hòa vào trong dòng nước, từ đó phát hiện ra đứa bé. Việc này khiến Josuke bắt đầu có thiện cảm với ông già. Sáng nay, trên đường đi học về, Koichi gặp lại Hazamada.
cậu bạn có Stan con rối. Tất nhiên là sau khi ăn đòn từ Josuke, Hazamada đã trở thành một con ngoan trò giỏi. Qua một vài câu chuyện xã giao, cả hai biết được người kia có chung sở thích về truyện tranh và cùng hâm mộ một anh họa sĩ Rohan Kishibe. Thật may là Hazamada cũng biết nhà anh ta. Thế là hai nấm lùn cùng nhau đi stalk thần tượng. Ban đầu chỉ nghĩ là đến cho biết nhà thôi. Ai ngờ được Rohan mời và tham quan luôn nơi mà mình sáng tác. Mọi chuyện dần trở nên kỳ dị khi Rohan bắt đầu kể cho các cậu về cảm hứng sáng tác của mình, về cách một người có thể vẽ 5 trang truyện một tuần bằng cách nhốt mình trong nhà. Thế mới thấy được, để cho ra những trang truyện kiệt xuất đầy niềm cảm hứng đó, phải có một tâm hồn của thằng dị hợm chống đối xã hội. Một nhà hiền triết đã nói, các luyện sư sẽ luôn tìm đến nhau. Rohan sở hữu một stand tên là Thiên Môn. Nó khiến khắp người của Rochi và Hazamada bị bóc tách ra như những trang sách. Thiên Môn không phải là stand chiến đấu, nó giúp chủ nhân đọc vị được người khác, từ tên tuổi, giờ đẻ cho đến địa chỉ nhà bà ngoại. Không những thế, anh còn có thể viết thêm một số điều kiện mà mình muốn vào, chẳng hạn như hồi âm của Koichi không thể tấn công anh, hay nếu như Rohan muốn, cậu xé đi vài trang và phần ký ức đó vĩnh viễn biến mất khỏi người đối diện. Vậy nên với sức mạnh đó, Rohan vẫn để cho hai người bạn trẻ ra về khi không nhớ chút gì về cuộc đụng độ. Ngoài ra, riêng Koichi còn bị viết thêm quả thói quen sinh hoạt là thường xuyên ghé qua nhà Rohan, không phải do anh là sói cô độc, mà bởi vì Rohan cần trải nghiệm thực tế của Koichi để thêm vào câu chuyện của mình. Còn về phía Josuke và Okuyasu, hai người sau khi thấy bạn mình hay lui tới nhà người lạ thì cũng đi theo điều tra. Nhưng Rohan đã tính hết, không những dùng ký ức của Koichi để kiểm tra thân phận của cả hai, mà còn viết vào Koichi để cậu xuống nói dối về tình trạng của mình. Nhưng mũi của hai thanh niên kia thì khác gì chó săn, họ đánh hơi ngay ra sự bất thường và lao lên giải cứu bạn mình. Với lợi thế biết tất tần tật về stand của đối phương, Rohan sử dụng tấm giấy vẽ làm lá chắn trước khi bàn tay chạm được vào anh, khiến cả Okuyasu và Stan trôi tuột thành một cuộn giấy. Từ đó biết tỏng luôn việc Josuke đang trốn sau cánh cửa. Phía bên kia, biết đối thủ quá khó để đối đầu, Josuke đang tính đến chuyện chạy đi tìm cứu viện thì bị Rohan gọi lại bằng thần chú chê tóc xấu. Việc này chạm tới giới hạn chịu đựng của Josuke, và đó là thời điểm Rohan sử dụng trang giấy vẽ của mình. Nhưng không, tâm trí Josuke không còn chỗ cho chuyện tranh nhảm nhí. Cậu đấm xuyên giấy thẳng vào mặt tên họa sĩ ngàn cú đấm sấm sét. Chuyện là ngày xưa, cái hồi bé xíu, vào một đêm giá rét, Josuke bỗng lên cơn sốt nặng. Đó là cái thời điểm nhóm Jotaro đi đánh Dio thì cậu phát bệnh. Đang trên đường tới viện thì xe của mẹ cậu bị chết máy giữa đường tuyết. Bất ngờ có một thanh niên với quả đầu tổ chim xuất hiện và giúp hai mẹ con đẩy xe nổ máy. Thế là kiểu tóc đó trở thành style của cậu bây giờ, nên hễ có ai chê bai nó, cậu sẽ coi như hắn không tôn trọng vị cứu tinh của cậu. Quay trở lại câu chuyện, Rohan sau khi bị ăn đấm thì nằm viện một tháng. Sáng nay Josuke được Jotaro rủ đi ăn. Săn ở đây là những kẻ đã nhận được sức mạnh của thần tiễn. Trong số đó có một con chuột cống. Lần theo các dấu vết, cuối cùng thì họ tìm được nó ở nhà một cặp vợ chồng già. Họ thì đang cuốn lấy nhau như một cục thịt đông sau khi tiếp xúc với con chuột. Josuke nhìn thấy nó trước nhưng lại chần chừ vì sợ bắn trượt, cho đến khi con chuột phát hiện ra người đang ở phía sau. Nó bắn một loạt phi tiêu tẩm độc về hướng Josuke. Cậu vì sợ bẩn nên đã dùng chảo đỡ đạn, chứ không như ông cháu lớn tuổi Jotaro ở phòng kế bên, tò mò cầm thử lên, nên bàn tay chảy lượt thượt như mướp. May cho anh là đi bên cạnh có một healer chính hiệu, không thì tạm biệt bàn tay. Mà việc đó có nghĩa là có hai con chuột trở thành stand chứ không phải một. Hai thám tử tiếp tục lần theo dấu chân, cho đến khi nó dừng lại ở một con đường đất. Theo suy đoán của Jotaro, có thể nó đã đi ngược lại dấu chân để outplay hai người. Và trong một phút tĩnh lặng, giác quan nhạy bén đã mách bảo Jotaro sử dụng bạch kim tinh để dừng thời gian và rút kịp phi tiêu ra trước khi độc ngấm vào máu. Biết được kẻ thù đang ẩn nấp bắn tỉa, Jotaro bày kế cùng với Josuke. Giờ anh sẽ đứng ra bếp, Josuke ngồi nấp quan sát. Nếu thấy đường đạn thì tiêu diệt kẻ thù, bởi chỉ có duelist mới dám vào sai. Healer phải đi sau để cover, chứ để Josuke ăn đạn thì trời cứu. Lối chơi đầy ma cô đó đã giúp hai người bắt được con chuột còn lại, trả lại sự bình yên cho cánh đồng. Và tôi còn quại, xin chào và hẹn gặp lại.